Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn theo dõi video được vui vẻ, hạnh phúc nhé. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 3 tháng 8 đến mùng 9 tháng 8 năm 2020. Và đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy rằng là cái con đường tình duyên của bạn tuổi Tý đang có điềm báo gặp nhiều trở ngại. Lúc này, bạn tuổi Tý thay vì cứ chăm chăm đuổi theo hạnh phúc, bạn hãy tập trung vào làm cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa hơn bằng những tình bạn mới hay là những sở thích đặc biệt vào cái thời gian rảnh bạn tuổi Tý nhé. Trong cái tuần mới này, đối với những bạn còn độc thân, đừng có đợi chờ ai đó mà mang hạnh phúc tới cho mình. Nếu không, dù khi có người yêu cũng vẫn cảm thấy cô đơn mà thôi. Tuần mới này với bạn tuổi Tý, bạn đã có được khởi sắc hơn tuần trước rất chi là nhiều. Những trăn trở trong suốt cái thời gian qua với bạn đã hoàn thành. Tuy nhiên, bạn tuổi Tý, bạn đừng vì thế mà khoác lác và gây phản cảm cho những người xung quanh nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Tý, may mắn là bạn đang gặp được thiên tài ghé thăm, cho nên cái vận trình tài lộc với bạn tuổi Tý trong cái tuần này đang được vượng phát rực rỡ. Bạn tuổi Tý lúc này không phải lo lắng gì khi tiền bạc rủng rỉnh cho cái việc chi tiêu rồi nhé. Nhiều người thụ lợi lớn từ những cái khoản đầu tư cá nhân, và lúc này bạn tuổi Tý bạn nên dành tặng cho mình một món quà vào, và đây là cái việc bạn nên làm nhé. Tuy nhiên trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang có cái điềm báo gặp bạch hổ xuất hiện là hùng hung tinh. Dù cho bạn tuổi Tý có nhiều may mắn thế nào đi nữa, vẫn có họa đi kèm nếu như bạn bất cẩn và chủ quan. Và chủ yếu là cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí có xô xát sát gây thương tích với bạn nữa nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi phương đông tuần mới của bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này có phần bị giảm sút, có thể là do tính cách cố chấp, thái độ lạnh lùng của bạn tuổi Sửu khiến cho đối phương cảm thấy xa cách bạn, và bạn tuổi Sửu có thể bản mệnh đang không hài lòng vì công việc gì đó. Tuy nhiên, bạn hãy tự làm cho cuộc sống của mình vui trước, khi đó hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi nhé. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh không phải buồn quá lâu vì những cái khó khăn trong công việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa với bạn. Và bạn tuổi Sửu, bạn đang tìm kiếm cái đáp án cho những cái rắc rối trong công việc của mình thì trong cái tuần này bạn bè chính là người sẽ mang lại chìa khóa cho bạn tuổi Sửu, và nhất là những người có nhiều cái trải nghiệm và kiến thức sẽ giúp cho bạn vượt qua được những cái lúc khó khăn nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang có cái điềm báo gặp thương quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể gây họa cho bạn tuổi Sửu vào những cái thời điểm lúc giữa tuần, là nhắc nhở bạn tuổi Sửu cần phải cẩn trọng trước những cái hành vi lợi dụng của ai đó nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn hãy luôn chủ động trong mọi tình huống và đừng để cho ai đó nắm quyền kiểm soát bạn, nhất là trong cái vấn đề tiền bạc. Có người cố tình nói dối để lừa tiền mà bản mệnh không biết đâu đó. May mắn là trong cái tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bạn lại gặp được cát tinh trợ mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Sửu có được cái sự tự tin hơn trong công việc. Nếu gặp trở ngại, thử thách gì cũng có người giúp đỡ. Qua đó, bản mệnh cũng thấy được cái tầm quan trọng của các mối quan hệ. Vì thế mà bạn tuổi Sửu, bạn đừng quên dành nhiều thời gian cho những người mà mình yêu thương nhé.
Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Dần ạ, cho chúng ta thấy rằng là tuần này với bạn tuổi Dần, bạn đang đạt được những cái thành quả giá trị trong công việc, thành công ngoài mong đợi luôn. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, bạn tuổi Dần, bạn cần phải hết sức độc lập, chủ động, sẵn sàng trên cái tinh thần học hỏi những trải nghiệm của mọi người để bản thân trưởng thành hơn nữa bạn tuổi Dần nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Dần, đầu tuần có những cái rắc rối liên quan tới cái mối quan hệ tình cảm, nhưng bản mệnh nhanh chóng kiểm soát được tình hình và dường như những lúc khó khăn với bạn đã vượt qua được, thuận lợi vào giữa tuần cho bạn. Bạn có được chính quan ghé thăm mang tới nhiều điều lành, may mắn cho bạn nhé. Và bạn tuổi tuần, bạn tuổi Dần, bạn cần phải phát huy tốt hơn năng lực của mình và được mọi người công nhận nữa đó. Và trong cái tuần mới này với bạn tuổi Dần, đối với những bạn còn độc thân thì đừng có vội ngỏ lời trước đối tượng mà bạn thích nhé. Nếu bản mệnh thầm thương trọng mến người ta thì hãy thử vài lần vô tình xuất hiện trước mặt họ xem thái độ của đối phương thế nào. Các cặp đôi trong cái thời gian này dễ xảy ra cái sự mâu thuẫn và đôi bên cần có thời gian để hiểu và dần chấp nhận một số cái tính cách khác biệt của nhau đó. Trong tuần mới này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang có cái điềm báo bị ảnh hưởng của sao hung tinh chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Dần lúc này khá chi là vất vả cho công việc. Có người thường xuyên di chuyển tới nơi này nơi khác, nhưng bù lại công việc của bạn lại đạt được hiệu quả, tăng tài tín lộc, công danh thì hiển đạt nhé. Thành quả đáng kể bù lại cho cái công sức mà bạn tuổi Dần đã bỏ ra, nên dù bạn có mệt nhưng vẫn rất chi là vui vẻ và hài lòng đối với bạn tuổi Dần nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Mão không được khởi sự cho lắm. Bản mệnh tuổi Mão muốn gây cảm tình với đối phương thì nên tìm hiểu trước, và ngôn ngữ cơ thể là thứ không thể bỏ qua được bạn tuổi Mão nhé. Trong quá trình tiếp xúc và bạn tuổi Mão, bạn nên quan sát thái độ của họ khi nói chuyện, vẻ mặt, tư thế, cử chỉ đều nói lên rất nhiều điều đó. Tuần mới này đối với bản mệnh tuổi Mão sẽ nhận thấy mọi thứ khó khả thi hơn với bạn, hoặc có chút kiếm đi cái sự thú vị. Nhưng với bạn tuổi Mão, nếu như bạn kiên trì theo đuổi nó, cái điều bất ngờ sẽ xuất hiện với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn cũng trở nên khéo léo, tinh tế hơn trong cách giao tiếp để có thể gần gũi hơn khi tương tác với mọi người và tránh cái sự mâu thuẫn, căng thẳng có thể nổ ra trong cái mối quan hệ của bạn. Đó. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Mão, những ngày đầu tuần bạn thường xuyên phải đối mặt với cái sự căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí có khi chán nản nữa. Nhưng bạn tuổi Mão, cái cảm giác này nhanh chóng trôi qua khi càng ngày càng về cuối tuần lại càng có cái sự may mắn với bạn. Cát tinh ghé thăm mang đến cho bạn tuổi Mão có được cả quyền và tiền khi bản mệnh được thể hiện được cái năng lực và khả năng sáng tạo của mình nữa đó nhá. Tuy nhiên, trong cái tuần mới này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp sao thiên hình xuất hiện, thôi thúc bạn tuổi Mão trở nên cao ngạo, dễ nóng nảy, bốc đồng mà gây ra cái sự sai lầm với bạn đó. Bạn tuổi Mão, bạn cần phải hết sức kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, nếu không bản mệnh không muốn tự mang họa vì bất cẩn của mình gây ra, có người còn dễ vướng vào phạm tù tội lắm nữa nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn
từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, chua chúng ta thấy rằng là cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, bạn không nên tập trung quá vào cái chuyện tình cảm của mình nhé, vì việc đó không hề có lợi cho bạn đâu đó. Với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải xác định rõ bạn đang thầm thích ai đó, hay là cái cơn say nắng đó chỉ là cái cơn say nắng thoáng qua với bạn mà thôi. Nếu như bạn xác định được cái điều đó rồi, bạn hãy cho bản thân mình cái thời gian để bình tĩnh trở lại, hiểu sâu về mình hơn nhé. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang có cái điềm báo bản mệnh gặp chút rắc rối vào cái tuần mới. Tuy nhiên, bài học này thực chất rất hữu ích cho bạn tuổi Thìn, có thể thúc đẩy tính kỷ luật và trách nhiệm ở bạn. Vì thế, bạn tuổi Thìn đừng có nhìn nhận mọi thứ theo cái chiều góc tiêu cực. Bạn hãy tự tin lên, vì khi đó có nhiều kinh nghiệm với bạn tuổi Thìn sẽ trưởng thành hơn và sẽ thành công hơn rất nhiều ở bạn đó. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, vận trình của bạn lên xuống bấp bênh và bạn đang chịu ảnh hưởng của thương quan xuất hiện. Cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới bạn và nhắc nhở bạn tuổi Thìn, bạn cần cẩn trọng hơn trong cái lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không, bản mệnh không khéo léo rất dễ phạm lỗi với người lớn tuổi và làm Phật ý họa sẽ không có lợi cho bạn đâu nhé. May mắn là trong cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được cát tinh xuất hiện chia chở cho bạn, chống đỡ cho bạn lại các hung tinh giữ cái điểm xấu ở bạn, nên bạn tuổi Thìn có được cái sự tỉnh táo hơn trong những cái quyết định của mình. Nhờ đó mà dù có rắc rối xảy ra với bản mệnh cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết riêng cho mình mà không phải tốn quá nhiều thời gian công sức đâu bạn tuổi Thìn nhé. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Trên tử vi phương Đông của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này, bạn không có cái điều gì đáng ngại ở bạn cả. Các mối quan hệ từ công sở tới xã giao ở ngoài xã hội sẽ là chủ đề đáng quan tâm với bạn trong tuần này. Và bạn tuổi Tỵ, bạn là người quảng giao, luôn cố gắng né tránh nhiều cái cuộc đụng độ. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp phù hợp với bạn cho lúc này nhé. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, có những việc cần đối mặt để tìm ra chân tướng. Những ngày đầu tuần có khá chỉ là nhiều sóng gió với bạn, nhưng bản mệnh tuổi Tỵ không lo lắng đâu đó. Bạn tuổi Tỵ biết quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn và có được lợi thế khi chính ấn xuất hiện đó. Bạn tuổi Tỵ, bạn thể hiện được cái năng lực của mình mà không cần phải nhờ tới cái sự giúp đỡ của người khác. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này có cái dấu hiệu được khởi sắc, và để thu hút được đối tượng phù hợp, bạn tuổi Tỵ, bạn đừng quên thể hiện cái sự tin tưởng của bản thân mình. Thực tế là đa số mọi người đều bị thu hút bởi những cái sự tin tưởng ở họ. Vì thế mà bạn tuổi Tỵ, bạn hãy cứ là chính mình và tự tin về mình bạn tuổi Tỵ nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được sao Thái Ân xuất hiện là cát tinh trợ mệnh cho bạn. Cho nên đối với những bạn nữ tuổi Tỵ, cả cái con đường công danh lẫn tình duyên rất chi là tốt, có những duyên lành tới thay thế những cái nỗi buồn phiền xưa cũ ở bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn nhớ là đón nhận là cái điều này nhé. Cái chuyện tình cảm tuy khó nói, nhưng những cái lời khuyên của mọi người không phải là hoàn toàn vô ích với bạn đâu. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới đối với bạn tuổi Ngọ, chua chúng ta thấy rằng là bạn độc thân trong cái tuần này có cơ hội cao tìm thấy được đối tượng
tâm đầu ý hợp. Và bản mệnh tuổi Ngọ, bạn nên tận dụng mọi cái ưu thế, sức cuốn hút cá nhân như một cái lợi thế trong mọi cái cuộc trao đổi và giúp cho bạn tuổi Ngọ ghi điểm trong mắt đối phương. Đây cũng là cái cơ hội rất chi là tốt để cho bạn tuổi Ngọ có thể đưa cái mối quan hệ lên một bước tiến mới nhé. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh nên rõ ràng trong các cuộc trao đổi, đừng chỉ vì muốn chiều lòng ai đó mà không dám nói thẳng, nói thật. Đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ, bạn cũng nên có cái sự khéo léo, cân bằng giữa khen và chê, tránh khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương. Bạn đừng có tin tưởng vào những cái tin đồn, chúng chưa chắc đã mang lại nhiều cái kết quả tốt đẹp cho bạn đâu nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có được sao Dịch Mã xuất hiện, chủ về cái sự di chuyển và có cái sự thay đổi. Đối với những bạn có công việc thay đổi hay là đối với những bạn đi làm công tác xa, đi du lịch thì nhìn chung cái thời gian này thì thuận lợi với bạn. Tuy nhiên, trong cái dịch giả Covid hoành hành thế này, chúng tôi cũng khuyên bạn là nên giãn cách xã hội để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo cho an toàn bản thân mình vì lợi ích chung bạn của cả cộng đồng bạn nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được kiếp tài xuất hiện. Cái điều này gây ra cho bạn tuổi Ngọ có một số cái rắc rối ở bạn, nhất là trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh phải hết sức thận trọng để tránh tối đa những cái sự căng thẳng, mâu thuẫn có thể phát sinh về tiền bạc ở bạn nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, cho chúng ta thấy rằng là cái tuần mới này với bạn tuổi Mùi, bạn đang có cái điềm báo cần phải thận trọng với những kẻ tiểu nhân lừa gạt và cản trở cái bước đi của bạn nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn đừng quên rằng những thứ dễ đến thì cũng rất dễ đi, vậy thì hãy chậm mà chắc là cẩn trọng hơn với mọi công việc của mình đang làm nhé. Tuân thủ theo những cái kế hoạch mà bạn đã đề ra là cách để có một cái tuần làm việc hiệu quả với bạn. Và trong cái tuần mới này với bạn tuổi Mùi, bạn đang có cả hung hỏa xen lẫn với giữa tuần, bạn mệnh sẽ nhận được trọn vẹn cái niềm vui từ thực thần xuất hiện đưa tới cho bạn nhé. Với bạn tuổi Mùi, có thể việc gặp gỡ một người bạn mang lại cho bạn cái nguồn năng lượng tích cực mà bản thân đang mong chờ bấy lâu, sẵn sàng đón đầu những cái khó khăn ở phía trước. Cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này không được tốt cho lắm, một phần vì bạn mệnh thấy mọi người hạnh phúc hơn và bạn tuổi Mùi, bạn nên tránh đem cái mối quan hệ của mình và người khác ra so sánh, cân nhắc thiệt hơn. Bạn đang vô tình tạo ra cái khoảng cách giữa hai người, vì thế mà bạn cảm giác đơn độc sẽ bắt đầu nảy sinh ở trong bạn rồi nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp sao Thiên Diêu xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn có cái cảm giác cô đơn, phiền não và giải thích cho cái công việc vì sao bạn không hài lòng với cái chuyện tình cảm của mình hiện tại. Bạn mệnh tuổi Mùi có thể chuyển cái nỗi buồn đó vào công việc vẽ tranh hay là sáng tác nhạc hay là tổ chức các buổi nhảy siêu khiêu vũ là cái cơ hội tốt để cho bạn phát huy cái năng khiếu nghệ thuật ở bên trong mình nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Thân, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh là cách để giải quyết những cái vấn đề rắc rối bạn đang phải trải qua nhé. Đây cũng là lúc mà bạn tuổi Thân cần phải chủ động trong cái công việc của mình thay vì dựa dẫm vào ai khác, bởi vì phút chốt hoặc có thể đem đến cho bản mệnh cái sự thất vọng vì còn
bận rộn với nhiều cái công việc cá nhân đó. À, trong tuần mới này đối với bạn tuổi thân, bạn đang gặp được thiên quan chiếu mệnh, cái điều này gây ra không ít trở ngại cho bạn. Nhưng may mắn là công việc của bạn đã đi lại theo cái guồng quay cũ đều đặn ngay sau đó nhé. À, trong cái tuần mới này với bạn tuổi thân có cái điềm báo cuối tuần, bạn gặp một chút khó khăn, vì thế mà bạn mệnh không được chủ quan trong bất cứ cái vấn đề gì đó. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp sao Thái Tuế xuất hiện là hung tinh và nhắc nhở bạn tuổi thân bạn cần phải hết sức trong cái vấn đề di chuyển. Bạn sẽ gặp tai nạn rắc rối liên quan tới di chuyển trong tuần, và bạn tuổi thân bạn nên chú ý nếu phải xuất hành đi xa đi lại nhớ phải cẩn trọng, tuyệt đối tuân thủ luật an toàn giao thông, và trong cái thời điểm dịch dạ Covid cũng nên khuyên bạn là nên hạn chế đi lại, hạn chế tập trung ở những nơi đông người để đảm bảo sức khỏe cho mọi người nhé. À, cái sự kết nối trong cái chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi thân trong cái tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy cũng không được tốt, có vẻ rời rạc, đôi bên không thường xuyên chia sẻ trò chuyện với nhau như trước, và bạn tuổi thân bạn nên thay đổi một chút, nếu không sẵn sàng cởi bỏ cái lớp vỏ bọc bề ngoài để lộ cho đối phương thấy cái khía cạnh yếu tố yếu đuối của bạn, dễ tổn thương hơn trong cái con người ở bạn, thì cái khoảng cách hai người mỗi lúc một xa hơn nhé. À, tiếp theo mà các bạn đón xem tử vi tuổi Dậu tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. À, xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy rằng là cái tâm trạng của bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này như bị bao phủ bởi những đám mây mờ che khuất, vì thế mà bạn tuổi Dậu cái nhiệm vụ nào liên quan đến những cái con số sổ sách đều cần phải hết sức thận trọng. Ngoài ra, trừ khi bạn làm những cái công việc liên quan đến tính sáng tạo nữa nhé. À, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu á, những ngày đầu tuần bạn mệnh khá chi là hanh thông suôn sẻ, không phải lo nghĩ cái điều gì, cái đường tài lộc của bạn cũng khởi sắc lên trông thấy, và đặc biệt là khi có thiên tài xuất hiện còn mang theo những cái tin vui liên quan đến cái chuyện tiền bạc cho bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này. Nhiều người trang trải được cái chuyện nợ nần trong cái khoảng thời gian này nữa đó. Trong cái tuần mới này á, về cái phương diện tình cảm đối với những bạn còn độc thân thì không nên quá hy vọng về cái chuyện tình cảm của mình nhé. Những ai đang yêu lại không được vui cho lắm, cảm xúc cô đơn có thể là dấu hiệu cảnh báo cái điều gì bất ổn xảy ra giữa cái mối quan hệ của hai người đó. Đó cũng có thể là vì bản mệnh đang mong mỗi người ấy nhưng đối phương vẫn chẳng nhận ra cái điều ở bạn đâu đó. À, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp sao Bách Việt xuất hiện chủ về cái sự đào hoa, cho thấy cái thời điểm tốt để các cặp đôi bàn chuyện cưới hỏi, thế nhưng nó là cái điểm xấu cho những ai đã có gia đình, dễ có cái cơ hội cho người thứ ba xuất hiện với đó. Và bản mệnh tuổi Dậu nên lắng nghe cảm xúc của người mình yêu thương thay vì thờ ơ bỏ qua và khiến cho đối phương phải giận hờn đó bạn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi phương Đông tuần mới của bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy rằng là trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tuất, bạn đang có cái sự hồ nghi, băn khoăn, cạn bước chân của bạn đó. Bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tự tin trên cái con đường mà mình đã lựa chọn ngày hôm nay, hãy để cho những cái cảm xúc tiêu cực sang một bên và làm tốt cái công việc của bản thân mình. Đây là cái tuần để cho bạn tuổi Tuất thể hiện được những cái trọng trách của mình nhé. Thất bại hết lần này tới lần khác trong cái chuyện tình cảm khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy muốn khép mình lại. Thế nhưng giải pháp lúc này cho bạn tuổi Tuất là bạn cần phải làm mới bản thân mình, làm mới cái nội tâm của mình, nhưng cũng cần phải chú trọng cái việc bề hợp nữa bạn nhé. À,
không có nghĩa là bạn không 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 chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình đâu đó. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp thương quan xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang có cái điều xấu xảy ra, và lời nhắc nhở cho bạn tuổi Tuất, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới cái vẻ bề ngoài của mình, bắt đầu từ cái việc nạm những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể của bạn được khỏe khoắn hơn, nhan sắc cải thiện, suy nghĩ tích cực hơn nữa đó. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được cát tinh xuất hiện, nâng đỡ cho cái vận trình của bạn, mang lại cho bạn tuổi Tuất có được chút vui vẻ, tia hy vọng cho bản mệnh nhé. Bạn tuổi Tuất được nghe những cái lời chia sẻ, động viên của mọi người giúp cho bạn vững tinh thần hơn, sẵn sàng cho một tuần mới, nhiều may mắn đang đón chờ bạn ở phía trước và hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn ở mình nữa nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này có thể thở phào nhẹ nhõm khi bước vào cái giai đoạn may mắn với bạn. Và bạn tuổi Hợi, bạn có cơ hội để hiểu rõ những cái khát khao của mình, các cái mối quan hệ từng rạn nứt nay có cái khả năng được hàn gắn lại. Tuần mới này với bạn tuổi Hợi, dù tài lộc của bạn không quá vượng phát, nhưng bản mệnh sẽ tìm được nhiều cái niềm vui giản dị bên gia đình và bên bạn bè người thân nhé. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Hợi, cảm nhận niềm vui trọn vẹn nhất với cái sự hỗ trợ của chính quan chiếu mệnh trên cái con đường công danh sự nghiệp, và có những người ở bên động viên tinh thần cho bạn. Chính vì thế mà bạn tuổi Hợi, bạn đừng quên cảm ơn những người đã hỗ trợ mình hết lòng trong những lúc hoạn nạn khó khăn với bạn nhé. Cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này lại có phần khá chi là ảm đạm, kiếm sắc. Người ấy không thực sự hiểu hết được phần bản mệnh đang che giấu những cái cảm xúc thật của mình. Việc hai người cảm thấy tâm hồn mình đồng điệu là rất quan trọng. Muốn được như thế thì hai bên phải thẳng thắn trò chuyện, tìm ra những cái giải pháp cho cái vấn đề đang tồn tại ở hai người nhé. Tuy nhiên á, trong cái vấn đề tuần mới này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp hung tinh xuất hiện. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Cơ thể của bạn có cái dấu hiệu bị suy nhược vì làm việc quá nhiều, dễ bệnh tật nên phải nằm viện điều trị nữa đó nhá. Cái nguyên nhân của cái việc này là bản mệnh bị tâm bệnh do lo lắng nhiều, bất an thường xuyên, và bạn tự hỏi bạn hãy điều chỉnh lại cái lối sống, thay đổi cái lối sống của mình sao cho khoa học, lành mạnh hơn để cải thiện sức khỏe lẫn cả tinh thần của mình được tốt hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.